Oh my god! Sự chú ý
mất 5 giây. Vậy thì được rồi các cậu ơi, yes. Bây giờ tớ sẽ cosplay thành công chúa Barbie màu vàng hiện đại. Các cậu cùng đi shopping với tớ nha. Màu xanh. Ta-da! Tớ đã có một đôi mắt màu xanh này rồi các cậu ơi. Tiếp theo là tớ sẽ cố định toàn bộ phần lông mày này của tớ và đánh kem nền lên toàn bộ chỗ này nhé. Các cậu đã thấy sự khác biệt giữa hai bên lông mày của tớ chưa? Tớ sẽ đánh kem nền vào một nửa mặt bên này nhé. Barbie có một đôi lông mày cực kỳ mảnh, cho nên bây giờ tớ sẽ vẽ lông mày của Barbie nhé. Đây là một nửa mặt mộc của tớ. Còn bên này là một nửa mặt Barbie. Bây giờ tớ sẽ chọn một màu mắt. Đây. Màu be giống màu này đây. Để tớ đánh lên toàn bộ phần mắt của tớ. Tớ sẽ dùng màu tím này. Để vẽ vào phần cuối của đôi mắt bên dưới nhé. Yes. Và bước quan trọng nhất đây, tớ sẽ dùng bút kẻ mắt màu trắng để vẽ vào phần đầu của mắt này nhé. Barbie rất nổi tiếng với đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài, cho nên bây giờ tớ sẽ vẽ lông mi giả ở phần phía bên dưới mắt nhá. Các cậu nhìn kỹ này. Tiếp theo là tớ sẽ dùng cây chổi khổng lồ này để đánh phần má nhá. Tớ sẽ tạo khối cho sống mũi của tớ vì Barbie có một cái mũi rất là cao. Tớ đã trang điểm xong rồi. Bây giờ tớ sẽ biến hóa nốt nửa mặt còn lại này trở thành Barbie nha. Make up đã xong. Còn bây giờ đến phần làm tóc. Vì Tuyết tớ nhiều tiền cho nên tớ đã thuê hẳn một chuyên gia làm tóc đến làm tóc cho tớ đấy. Bây giờ chúng ta cùng đi cứu Barbie với công chúa Len thôi. Còn bây giờ sẽ là bước massage. Công đoạn đầu tiên chính là đeo len
cây mít này để đắp len lên, sau đó để vào cây này và đeo vào trong mắt. Yes. Thành Ben, các cậu nhìn này, đôi mắt của len tớ đã màu xanh rồi. Còn bây giờ hãy đặt đến mức che lông mày và vẽ thành một đường lông mày là lốc. Wow, hàng lông mày của tớ cũng đã xong. Còn bây giờ sẽ là gắn lông mi. Yes. Đôi mi long lanh của ai mà xinh thế nhỉ? Bây giờ tớ sẽ tô màu mắt là xong. Tiếp theo sẽ là bước đánh má hồng. Và đôi môi của búp bê Arika sẽ phải là một đôi môi hồng trúng chín. Tuyệt trần, ai cũng phải ngước nhìn. Wow, nhìn này, mái tóc vàng diệu kỳ, ôi trông thật quý tộc. Làn da trắng giang xinh, công chúa Barbie ở thế giới phép màu, linh 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 linh, thật ngưỡng mộ quá đi. La 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 la. Wow. Để xem nhé.